Xin mến chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Fan PT Vlog. Hiện tại thì gia đình mình đang đi đến một rạp chiếu phim nằm ở ngoại ô của thành phố Hans. Đây là rạp chiếu phim có tên là Gaumont. Gaumont là tên của một công ty sản xuất và phát hành phim của Pháp. Công ty này được thành lập cách đây trên 100 năm và có một hệ thống rất nhiều rạp chiếu phim trên nước Pháp. Và đây là một trong những rạp của công ty này đó các bạn. Hôm nay cả nhà đi xem phim. Hôm nay mình đến đây cùng với gia đình của anh chị. Đây là quang cảnh phía trước. Ở bên này người ta bán đồ ăn. Có 12 phòng chiếu phim. Vào dịp lễ cuối năm thì mọi người thường đi chơi xa, nên hôm nay mình thấy khá vắng vẻ hơn những ngày thường. Bây giờ thì các cháu đang mua vé ở máy bán vé tự động. Đây là khu vực trò chơi. Đây là những cái máy bán vé tự động nè. Mình có thể trả tiền bằng nhiều hình thức như thẻ ngân hàng hoặc là tiền mặt. Trên màn hình này sẽ có những phim để cho mình lựa chọn. Mình sẽ chọn phim và mình trả tiền dưới này. Đây là vé được in ra từ máy tự động nè các bạn. Đây là chỗ bán bánh kẹo cho các em nhỏ. Rạp này có tổng cộng 12 phòng chiếu phim. Rồi bây giờ cả nhà đã mua vé xong. Đây có mấy cái thùng bán nước. Tự lấy rồi mình lại đằng quầy đằng đó mình trả tiền. Đồ bánh kẹo. Như là cốt cọt. Bên đây là rạp từ số 1 đến số 6. Ở đây mình thấy có nhiều máy trò chơi nhưng lại rất vắng khách. Máy chơi banh trượt của mấy đứa bé nè. Gaumont là một trong những công ty điện ảnh lâu đời nhất trên thế giới. Vào những kỳ nghỉ lễ thì gia đình cũng thường đến đây để xem phim giải trí. Mình thấy cái ghế ngồi này có hình dạng chiếc nón nhìn rất dễ thương. Hôm nay thì cả nhà đi xem một bộ phim hoạt hình của Disney có tên là Encanto. Sau khi mua vé xong thì bây giờ cả nhà đi vào xem phim. Trong đây có 12 phòng chiếu phim. Thank you.
Vui và sao? Mình sẽ theo lối đi này để đi đến các phòng chiếu phim. Bây giờ thì cả nhà đã vào ổn định chỗ ngồi ở trong rạp. Rạp Gomon có 12 phòng chiếu phim và phòng này có sức chứa khoảng 200 người. Hiện tại thì tình hình dịch bệnh ở Pháp cũng đang tăng cao, nên qua ngày hôm sau thì chính phủ quy định là không được ăn uống trong các rạp chiếu phim. Bây giờ thì phim sẽ được chiếu và theo quy định là mình không được phép quay phim đó các bạn. Rồi bây giờ thì đã coi xong suất phim. Bây giờ mọi người sẽ đi về. Đi về nhé. Nam tài tử Alain Delon. Bây giờ mọi người sẽ đi về. Rạp chiếu phim có mái che rất đẹp. Một suất phim là dài 1 tiếng 40 phút. Sau khi xem xong thì bây giờ trời đã tối. Giờ này vẫn còn một vài người đi vào xem suất phim tiếp theo đó các bạn. Bên kia là nhà hàng. Nhà hàng này có khung cảnh trang trí rất đẹp. Này có rất nhiều nhà hàng. Khung cảnh về đêm ở đây thật vắng lặng. Vào những ngày cuối năm thì mọi người đã đi chơi xa nên ở đây rất là vắng. Đây là một nhà hàng, người ta trang trí rất đẹp. Những dây đèn nó tạo thành giống như một cái mái che. Những cây thông trang trí cho Giáng sinh vẫn còn. Đây cũng có cây thông, dăng đèn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem và ủng hộ cho Fan BT Vlog. Mến chúc quý vị và các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.